ta bắt đầu thôi. Anh. Không phải là quá lãng phí sao?
Người đã hết giá trị với bọn ta rồi. Đừng có ăn hắn, Gluttony sẽ bị đau bụng đó. Chân nhóc và bộ giáp sắt phải xem chừng chúng mới được. Gluttony, đã bảo đừng ăn mà. Rốt cuộc cũng công cốc. Thông tin anh đưa chả đáng tin tiếng nào cả. Đại bác, ta có bảo là xác thực hoàn toàn đâu. Nhưng là cậu cũng không được khá khá đời người về phòng đá chiếc da của bác sĩ Marco được còn gì. Giờ thì đâm đầu vào nghiên cứu đi. Đồ thiếu canxi. Là tự ngươi nói đó nha. Anh nằm sớm vừa rồi mày lo mày đó. Hôm nay lại sợ mày quá cơ. Sống trong bộ giáp này, con có dùng đến nó để lấy lại cơ thể. Nhất định còn cái khác. Anh không thể để em thế này mãi đâu, Hans. Tôi không hiểu lắm về giả kim thuật, nhưng nếu người sống là nguyên liệu tạo thành hòn đá chiết da, thì cần bao nhiêu mới đủ cho một viên? Làm thế có khác nào chuyển hóa con người? Chết tiệt! Không phải hai đứa sẽ lên chuyến tàu phi hôm nay để về quê sao? Mau về chuẩn bị đi nào. Maria, đưa bọn chúng đi. Những địa điểm này không phải là... Nếu người sống là nguyên liệu, vậy những vị trí này... Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau những vật quân đội? Chúng ta rút, thầy ta lại nói, vững được tính hơn. Cô có hình xăm của cô rất đẹp đấy. Cái chúng ta. Tôi nghe đây, nếu cậu gọi đến quay vợ con là tôi cúp máy đấy. Hus, cậu có đó không? Hus, này, Hus.
đủ nhân gốc. Mustang đang ngầm điều tra lại cái chết của trung tá Hood. Cứ tưởng chuyển hắn về trụ sở trung tâm sẽ dễ kiểm soát hơn. Ai dè. Đàn ông thông minh đúng là phiền phức. Xem ra đã đến lúc phải thả chút mồi rồi. Cái gì? Thật sự đó là lần tuyệt đối cho bộ duyên mang ra. Không đúng. Rõ ràng là có vấn đề. Đuổi Maradas Ngô bị tình nghi là hung thủ giết chúng ta mất mát. Bộ duyên mới mang lên. Lập tức áp giải về nhà đó phòng bộ chờ xét xử. Chúng ta sẽ về mà không nói gì với đại tá sao, anh Hai? Còn khuya
anh mà gặp sẽ đập nhiều tử lão trước. Dám lừa anh mày. Anh, tới rồi, phòng thí nghiệm số 5 của quân đội. Điều tra lâu như vậy, rốt cuộc là ở ngay dưới mi mắt chúng ta. Ai mà ngờ quân đội lại có phần trong việc chế tạo hòn đá chiến gia và bọn người nhân tạo homunculus bất tử chứ. Anh, có người tới. Bạn gái mới mà cậu nói đó à? À, tôi hiểu sao cậu mê cô ta rồi. Khá thòi đấy. Sẽ không cả, ngực là chân lấy. Hình xăm Oberus. Hòa bốc, cậu chưa tâm sự gì với cô ta chứ? Tôi chưa bị ngực làm ở con mắt đâu sếp. Yên tâm, một chữ cũng chưa sổ đâu. Người có biết chuẩn tướng hút hay không? À, hắn là một quý ông khá tuyệt đấy. Điển trai, thông minh, chỉ quyết. Ta đã lỡ mất cơ hội lý mạng hắn. Quỳ xuống. Người là Homunculus. Các người rốt cuộc là thứ gì? Bọn ta khác lũ người nhân tạo Homunculus. Chúng ta được chính cha sinh ra, là những tạo vật hoàn mỹ, không tì vết, với trái tim là hòn đá chiếc ga. Con mẹ nó, ướt hết cả người, ải trên chó. Đại ba, giờ anh thành phế vật rồi, giờ sao đây? Mồi, cưng mồi lửa, hạ bóng. Tôi đã đến bà, ném bật lửa qua đó. Một, hai, ba. Các bạn biết rồi nhỉ? Hãy nha, cứ thần phóng lực cô gái mong mình lần nào rồi. Đổi lại là phá cả. Thầy nhân tạo mà cũng mê sao? Anh ta vừa thôi. Sớm thôi, ta sẽ đưa các ngươi đi đoàn tụ với đại tá.
ngươi nói là tiễn theo đại tá, không lẽ ngươi là khốn kiếp? Anh mày còn phải lên làm thủ tướng để bắt những quân mặc váy ngắn